Có chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy ta? Sao con khè vô nằm chung với mèo con vậy? Con ngầu nằm luôn. Rồi đâu có đủ chỗ đâu, con quạo phải ra ngoài nằm. Ôi trời ơi, cái con nhỏ này làm hết hồn à. Coi giả chân cô nương nè. Hôm nay giả chân cô nương hóa thân thành người nhện nha bà con. Nè coi cái tai nè. Cái tai này đu cửa dữ lắm luôn nè. Còn cái vụ con khè, tại sao nó cứ chui vô cái bầy này nằm ha? Chỗ đã chật rồi. Nó vô nằm một cái ha, con vui phải lên mình nó nằm. Con miêu luôn. Đại ca thì dứt khoát không nằm trên mình con khè nha. Rồi con quạo thì lại đi ra ghìa, ngồi ở ngoài gặp luôn. Để tôi vô coi coi cái vụ án này làm sao nha. Nó mấy đứa chạy ra mừng đó. Giòi khùng nó có cơn lắm, lúc mừng lúc không nha bà con. Bữa nay mới thấy giòi khùng nó mừng tôi đó. Rồi nghe mèo con nó thấy tôi nó mừng nè. Còn con khè này làm sao vậy ta? Tao nhớ là hồi đó mày ghét mèo con lắm mà khè. Mày ganh tị với mèo con luôn mà. Để bắt mấy đứa này để lên coi cái thái độ làm sao nha. Miêu nè ha, gọi tao vui luôn. Bắt nguyên một đám lên mình nó nằm coi làm sao. Tỉnh bơ nha. Coi như không có chuyện gì xảy ra vậy làm sao vậy bà con? Vô đi tụi bay vô đi. Để coi cái thái độ của con khè làm sao. Sao bữa nay có hiện tượng lạ dữ vậy? Đó con quạo vô luôn. Ủa sao ngộ vậy? Cái nhà này là nhà của mẹ con người ta mà sao con khè nó chui vô đây làm sao? Ý mày muốn cái gì đây? Làm sao? Cái ánh mắt này làm sao? Muốn thôi miên ai? Hả khè? Con mắt thì bự, lỗ mũi cũng bự nữa. Tại sao ở ngoài không nằm mà chui vô đây nằm chung với mèo con? Tụi bay vô đi. Vô nằm chung với nó hết để coi cái thái độ nó như thế nào. Mọi người có thể giải đáp cái khúc mắc này giùm tôi được không? Con khè nó ganh tị với mèo con lắm đó. Sao bây giờ chui vô đây nằm làm sao? Có khi nào nó muốn hóa thân thành mèo con không? Chàng đất ơi, tôi tưởng tượng á, giống như là nó muốn hóa thân, nó gia nhập vô bầy mèo con luôn á nha. Nó cho mèo con nằm kế nó hay là động chạm gì á, thoải mái luôn bà con ơi. Nè, cho con vui ôm cái mặt nó luôn nè. Mà sao mà tỉnh bơ được vậy ta? Trời ơi, giỡn với mèo con luôn kìa ông ơi. Có khi nào nó khoái vui không ta? Rồi tôi không hiểu gì luôn á mọi người ơi. Giờ tôi lú với tụi này luôn rồi. Nếu mà nó thích con vui thì nó chơi mình với con vui thôi. Tại sao lại chui vô trong này luôn? Con nào nằm trên mình nó cũng được hết. Hay là con khè muốn nhận mấy đứa này làm con nuôi ta? Có khi nào nó nói nghiệp của con Khế không? Nó thấy con Khế đủ giỏi hay quá muốn nói nghiệp idol của nó không ta? Khó hiểu quá trời luôn á. Ủa rồi mày nằm lì vậy luôn mày không ra luôn hả khè? Ê, mày là cái gì của mấy đứa này khè? Trời đất ơi, chăm sóc luôn kìa ông ơi. Đã 5 phút trôi qua, con khè nó vẫn nằm yên bất động ở đây, không có ý định muốn bước ra ngoài. Mà con ngầu tại sao để yên cho con khè nằm đây luôn là sao ta? Mày đang muốn thôi miên ai vậy khè? Hả khè? Kể cho mọi người nghe, hôm qua tôi đem con ngầu với bà con con ngầu vô phòng tôi ngủ. Rồi tôi tính đem về chuồng lại mà làm biến quá, buồn ngủ quá trời. Cho tụi nó ngủ trong phòng tôi nguyên một đêm luôn. Và sáng khi mà tôi đem mèo con vô á, vừa đem vô phòng Khế thúi thôi hả, con Khế, con khè, con giòi, con nhọn nó chạy lại nó mừng quá trời luôn. Có thể hồi khuya này tôi đem mèo con đi á, tụi nó tưởng mèo con mất tiêu rồi. Mà đem mèo con chở vô là tụi nó mừng lắm nghe, lợi liếm mèo con quá trời, trong đó có con khè luôn. Có thể con khè bắt đầu nó thương mèo con rồi nha. Đến cả con khè nó còn biết thương mèo con nữa. Thì trong gia đình của Khế thúi con nào cũng phải đủ giỏ thôi. Công nhận cái con Khế thúi này nó chuyện nghề hay thiệt chứ. Hồi sáng đem mèo con vô phòng tụi nó mừng lắm nha. Tôi đem 4 con mèo con vô trước rồi đem con ngầu vô sau. Nguyên đám thấy mèo con hả chạy mừng giống như có đồ ăn ngon vậy đó. Mà lúc đó tôi đang buồn ngủ, đang say keo quá không có quay phim. Chỉ đem tụi nó về phòng Khế thúi rồi tôi quay vô tôi ngủ tiếp thôi. Vậy là con khè này có thể lúc đầu nó cũng ganh tị với mèo con nha. Nhưng mà từ từ nó giỡn với mèo con cái nó mến. Rồi thấy nguyên đêm sao không thấy mèo con, chắc tưởng mèo con mất tiêu hay gì đó. Chắc tưởng đâu là chắc con chủ này đem đi cho rồi quá. Rồi bắt đầu cho anh gầu nha. Rồi sáng gặp mèo con cái anh vui. Rồi hồi quay lại chui vô chuồng nằm chung với mèo con luôn. Bây giờ nó coi mèo con giống như là bạn bè của nó luôn rồi. Chứ bình thường nó đâu có cho con nào mà gác chân lên đầu lên cổ được gì đâu. Có thể cái lúc tôi đi ngủ tụi này nó có nói chuyện gì với nhau đó, thỏa thuận cái gì đó. Bởi vậy bây giờ y chang như một gia đình luôn nha. Còn giả chân cô nương hôm nay sao mà vui vẻ lạ thường vậy ta?
Hình như có chuyện gì đó xảy ra với cái nhà này hay sao đó. Tụi này đang thỏa thuận cái gì vậy Khế Thúi? Sao Khế? Sao mày giỏi quá vậy? Hồi khuya này không có mèo con mày nói cái gì với tụi nó vậy Khế? Hả? Sao? Hồi khuya này mày nói gì với tụi nó? Mà giờ sáng thì ăn khẻ thương mèo con quá vậy mày? Hả mày? Trời ơi, Khế Thúi này nó giỏi lắm đó, chứ phải dặn dừa đâu. Từ từ rồi đứa nào cũng phải đổ vỏ giống Khế Thúi thôi. Cho bắt tay với idol chút xíu coi. Trời ơi, idol cái này giỏi quá giỏi luôn bà con ơi. Từ từ nó truyền nghề hết trơn luôn. Idol Khế Thúi này tốt bụng dễ sợ, bởi vì cái bụng bự thù lù nè. Cái điệu này chắc là vài bữa nữa làm tiệc ăn mừng cho tụi nó quá. Ăn mừng khen thưởng nha. Khen thưởng là đứa nào cũng giống Khế Thúi hết rồi. Đứa nào cũng biết chăm mèo con hết. Con khè nó khó chịu, nó ganh tị mà vẫn chăm mèo con được. Vậy là Khế Thúi quá giỏi luôn. Kể cả cái con khùng này cũng vẫn thương mèo con. Vậy là hôm nay gia đình của Khế Thúi có chuyện vui nha bà con. Tất cả những con mèo bự đã chịu mèo con hết trơn rồi. Không có đứa nào kỳ thị mèo con hết. Con khè là cái con tưởng đâu là khó chịu nhất, âm trì nhất. Ai dè, nó là con chịu gần gũi mèo con nhất nha. Bởi vậy không có đón được chữ ngờ. Không chừng hồi tối này không thấy mèo con, cái khè nằm gác tay lên khè suy nghĩ. Không gài mấy đứa trong nhà ai cũng đối xử tốt với mèo con hết trơn. Con mình tao là đối xử không tốt mà. Mà bây giờ tụi nó đi hết trơn rồi. Rồi sao giờ? Bắt đầu suy nghĩ thương mèo con lại đó nha. Trời ơi, giỡn với tôi nữa kìa. Con Miu này cũng giỡn ngay lắm bà con ơi. Để coi con Miu nó gầm nằm gần con khè làm sao nha. Trời ơi, giỡn như khè luôn. Nè, nhìn cái này giống như là cha con vậy đó. Y gan luôn. Đàng hoàng không biết, tưởng đâu khè là cha mấy đứa này nữa. Đại ca nè. Con đại ca này nó hơi chảnh nha. Nó không chịu chơi với khè. Đó. Đưa lại gần khè là cái mặt của ảnh lạnh lùng đó. Mà quên, con đại ca này nó chạy thẳng mà. Thường thường á, con trai thẳng á mà nhìn BD nó nổi da gà hết trơn. Còn này đại ca nhìn con khè nè. Cái mặt này chắc là đang nổi da gà đó bà con. Còn con Miu là con gái mà, đâu có dị ứng gì đâu. Trừ đại ca ra, ba đứa nhỏ nó không có dị ứng với con khè nha. Còn đại ca có vẻ nó hơi dị ứng với con khè chút xíu. Chứng tỏ trong đây đại ca là trai thẳng nha. Con Vui cũng không phải trai thẳng đâu. Con Vui có thể nó hơi BD tí xíu. Nào giờ đưa cho Ngầu nằm kế con khè nè. Sau bao nhiêu tháng đẻ con, mấy đứa này nó nghỉ chơi với nhau. Bây giờ con lớn hết rồi, hòa thuận lại nha bà con. Bởi vì không hiểu mấy đứa này đâu, khó hiểu lắm. Thích thì chơi chung, không thích tới thì cà khịa, chửi lộn, đánh lộn. Nhiều cái mắc cười dữ lắm bà con ơi. Không chừng hồi khuya tôi đem nó vô phòng của tôi ngủ rồi con nó quậy nó quá trời. Nó mới hiểu cái cảnh con quậy là như thế nào. Bây giờ nó muốn chia sẻ con nó cho mấy đứa này giữ giùm nè. Còn con quỷ Vui kìa, hết chỗ nằm rồi. Mày chui vô cái dĩa này làm gì Vui? Hả Vui? Đừng có nói là mày hy sinh nghe Vui. Mày thấy anh em của mày sáng sớm chưa có gì ăn, tính hy sinh làm buổi ăn sáng cho anh em của nó hay gì nha. Coi nó lì nè bà con. Chị kéo cái dĩa coi nó ra hay không nha. Kèn ơi, nó lì dễ sợ luôn á bà con ơi. Không chịu ra luôn nha. Nè bà con coi, có con mèo nào mà nó vừa lì mà vừa ngáo giống vậy không? Đứng lên cái dĩa, kéo qua kéo lại mà không chịu phóng xuống luôn. Không chừng anh Vui nè, anh đang tưởng tượng tới giờ ăn rồi, anh lên cái dĩa anh ngồi anh đứng. Anh đứng anh gõ gõ và coi đồ ăn có xuất hiện trên cái dĩa hay không nha. Không chừng anh ảo tưởng vậy lắm đó. Nó chưa ở trong nhà, lâu lâu xuất hiện con mèo ngáo ngáo cũng mắc cười lắm nha mọi người. Nó cũng hài lắm đó, thấy chưa? Khỏi khỏ cặp cặp cái dĩa đồ. Sao mà đồ ăn chưa biến ra cho tao ăn nữa mày? Gì mà kỳ vậy? Rồi thôi bây giờ tôi trộn cơm cho mèo ăn đây. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.